Carlife Việt Nam xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn vệ sinh máy được đúng nhất, cũng như là những ưu điểm mà những chiếc nồi chiên không dầu khác không có được. À, các bạn thấy rằng là cái phần cánh cửa này, nó rất là lỏng lẻo đúng không? Cảm giác rằng nó rất lỏng lẻo. Nhưng thực tế đây lại là một điểm mạnh lớn nhất của chiếc nồi chiên không dầu Carlife Q10 này mà tất cả các dòng nồi chiên không dầu khác hiện tại đều không có. Đấy chính là thiết kế mở để giúp cho các bạn dễ dàng trong việc vệ sinh tất cả các cái bộ phận bên trong nồi chiên không dầu. Và đặc biệt là cái phần cánh cửa là cái phần giúp các bạn có thể nhìn trực tiếp vào món ăn bên trong, thì luôn luôn các bạn có thể vệ sinh để cho nó sạch sẽ và sáng bóng. Đấy chính là việc linh động, các bạn có thể tự tháo cái phần cánh cửa rời này ra. Đây các bạn thấy rằng mình có thể tự tháo rời ra và các bạn vệ sinh. Ngay sau khi các bạn sử dụng, các bạn vệ sinh bằng cách lau khô này, sau đấy các bạn sẽ rửa nước này và các bạn sẽ phơi khô cái phần cánh cửa này. Bình thường các cái nồi chiên không dầu khác thì các bạn sẽ không tháo được những cái phần cánh cửa hay những phần thiết kế của máy. Đó là một ưu điểm rất là lớn. Và cái việc các bạn tháo rời cũng như là cánh cửa như thế, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái quá trình kéo nhiệt cũng như là nhiệt độ bị thoát ra bên ngoài. Bởi vì Carlife Việt Nam đã từng làm một cái video để test cái nhiệt độ trực tiếp bên trong cái nồi chiên không dầu Q10 này thông qua cái cửa kính, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là quá trình lên nhiệt này cũng như là quá trình trong suốt quá trình sử dụng thì cái nhiệt độ của chúng ta hoàn toàn không thay đổi. Như thế giúp cho các bạn chứng minh một điều rằng là tất cả thiết kế này nó không ảnh hưởng đến cái phần nhiệt độ bên trong. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ đến cách mà các bạn vệ sinh rất là đơn giản này. Khi mà các bạn nấu xong các món ăn, các bạn sẽ chờ cho chiếc nồi này nguội. Tức là cái việc vệ sinh tất cả các dụng cụ bếp nên để cho thiết bị được nguội, thì cái việc vệ sinh nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong, đặc biệt là chất liệu chống dính. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng này, mở nắp này, đặt nắp lệch ở một góc khoảng 30 đến 40 độ này. Các bạn nhấc nhẹ cái phần chân của cánh cửa này lên. Đó, các bạn nhấc theo đúng gờ nhé. Còn nếu mà không nhấc đúng gờ nó sẽ bị gãy những cái lẫy ở đây, nhưng các bạn phải nhấc lựa rất là khéo. Đó, đây là cái việc cánh cửa các bạn bỏ ra, các bạn vệ sinh này. Các bạn lau chùi một lớp vệ sinh, sau đấy các bạn xịt vệ sinh hoặc là các bạn rửa vệ sinh và các bạn sẽ dựng khô cái phần cánh cửa này. Tiếp đó khi mà bên trong khoang đã nguội thì các bạn có thể sử dụng khăn khô để các bạn lau vệ sinh xung quanh thành và vệ sinh cái phần khay của chúng ta. Ngoài ra thì ở cái phần trên của nồi chiên không dầu Carlife Q10 có một cái tấm chắn để các bạn bảo vệ cái dây may so và hệ thống may so ở bên trên. Sau khi nướng xong thiết bị nguội thì các bạn hoàn toàn có thể tháo cái tấm lưới này ra để các bạn vệ sinh tấm lưới này nhé. Đó là cái thiết kế rất là độc đáo của Carlife Q10 mà các bạn không thấy ở các nồi chiên không dầu khác nhé. Đóng cái phần kính này lại cũng tương tự như cách các bạn tháo ra, đó là các bạn đặt lệch theo hướng khoảng 30 độ. Sau đấy các bạn cài khớp ở phần đế của nồi chiên không dầu và các bạn đậy lắp lại. Carlife rất hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp các bạn có được trải nghiệm tốt cùng với chiếc nồi chiên không dầu Carlife Q10 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.